Thế giới đồ gỗ Xuân Huy xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2022, Thế giới đồ gỗ Xuân Huy xin giới thiệu đến quý khách hàng cùng các bạn bộ Louis Hoàng Gia 6 món gỗ gõ đỏ, hàng đục tay siêu VIP. Bộ ghế Louis Hoàng Gia này là của anh Hiếu ở Tây Linh. Anh đã rất tin tưởng cơ sở đồ gỗ Xuân Huy. Cuối năm anh đặt một bộ, đầu năm anh lại tiếp tục đặt một bộ nữa, bộ Hoàng Gia đục tay. Vâng, xin mời quý khách hàng của bạn chiêm ngưỡng nét đục siêu VIP này. Toàn bộ vách ghế là dày 12 phân. Dày 12 phân cho cái nét đục rất là sắc và sâu. Độ kênh bong chi tiết nổi bật. Toàn bộ đường nét mẫu mã là hàng độc quyền cơ sở bên em. Vâng, vách ghế đến cái trương, quý khách hàng của các bạn có thể thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với hàng trên thị trường. Hàng hoàn thiện bên em thì hoàn thiện thì siêu VIP, từng đường nét cho đến hốc hác, cạo lạm phẳng phiu, không có vết gặn. Hàng được full BU bóng mờ 100. Vâng, thì xin mời quý khách hàng của bạn chiêm ngưỡng trên mặt bàn này. Mặt bàn này thì là mặt bàn nguyên tấm, dày 10 phân, được bo mép cong tròn theo đúng yêu cầu của anh Hiếu. Cái đường mép bo tròn này thì tạo cái cảm giác cái mặt bàn rất là dày và chắc chắn, khỏe khoắn, quá đẳng cấp. Vân thì siêu VIP, rất là đẹp. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến chiếc ghế đơn. Chiếc ghế đơn thì có kích thước là 1m1, sâu 75. Những đường múp này thì được bo rất là đẹp. Đường múp đây, đây. Đấy, rất là đẹp. Chi tiết đục sắc, hoa bông hoa hồng lở rất là đẹp. Đây thì bên em thì có cả đệm vân gỗ thì rất là đẹp. Vân gỗ rất đẹp. Và đây là chiếc ghế đơn thứ hai. Chiếc ghế đơn thứ hai tay cong. Toàn bộ hàng này hoàn thiện rất là kỹ, không một chi tiết nào gặn, trơn tru phẳng phiu, rất là nhẵn. Vâng, thì đây là chiếc đôn. Chiếc đôn thì em làm hai tầng cổ chỉ xoay cùng với cái mặt rất là đẹp. Chân thì to, khác biệt so với cơ sở ngoài thị trường. Vâng, bộ 6 món gỗ Louis Hoàng Gia thì bên em đang bán với giá là 260 triệu hoàn thiện. Quý khách hàng nào có nhu cầu xin liên hệ với số điện thoại 078 767 8668, hoặc đăng ký kênh YouTube, Facebook Thế giới đồ gỗ Xuân Huy để biết thêm chi tiết. Vâng, thì em xin chào quý khách hàng của bạn. Hẹn gặp lại quý khách hàng của bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.